Ngay sau khi kết thúc việc tìm kiếm, Cục Hàng hải Việt Nam đã có báo cáo nhanh với Bộ Giao thông Vận tải và khẳng định lực lượng được triển khai nhanh chóng, có sự tham gia của nhiều đơn vị và đạt hiệu quả, kết thúc công tác tìm kiếm cứu nạn trong thời gian ngắn. Trên thực tế, khoảng 19 giờ tối mùng 2 tháng 8, Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất Ống thép Dầu khí Việt Nam nhận được tin cầu cứu từ công nhân trên tàu H-29 đang đi từ Gò Công Đông, Tiền Giang về Vũng Tàu. Tàu H-29 lúc này bị chết máy và bị sóng đánh lật. Vào lúc 21 giờ, Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam mới nhận được tin báo, nhưng phải mất không ít thời gian, tàu cứu nạn mới xuất phát đến hiện trường. Trong khoảng thời gian là khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ, thì chúng tôi mới có được những cái thông tin cần thiết cho cái hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Và chúng tôi cũng đã quyết định trong một thời gian rất ngắn, trong thời gian khoảng 50 phút là chúng tôi đã quyết định là xuất tàu cứu nạn lên đường. Thì cái việc tàu cứu nạn mà lên đường thì về nguyên tắc các cái tàu biển nói chung cũng như tàu cứu nạn nói riêng cũng đã mất một cái khoảng thời gian là 10 đến 15 phút để chuẩn bị máy. Thế và tàu cứu nạn cũng tổ chức là lên đường ngay thì lúc ấy khoảng 10 giờ. Trong khi đó, nhiều chuyên gia hàng hải cho rằng toàn bộ thời gian chuẩn bị trên có thể rút ngắn lại một nửa. Như vậy, 22 giờ tối mùng 2 tháng 8, tàu SAR 272 xuất phát tìm kiếm tàu gặp nạn. 22 giờ 30 phút tối mùng 2 tháng 8, tàu SAR 272 tiếp cận được vị trí tàu gặp nạn bị chìm. 1 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 8, cứu được 17 nạn nhân, sau đó thêm 4 nạn nhân khác được cứu sống. Và mãi đến trưa mùng 3 tháng 8, máy bay trực thăng của sư đoàn 370 mới được huy động đến khu vực xảy ra tai nạn. Nhiều chuyên gia cho rằng trường hợp này đáng lẽ trực thăng cần phải được huy động đầu tiên. Ở khu vực ven biển Nhật Bản mà nếu mà có những cái trường hợp đấy thì đầu tiên là nó ra trực thăng nó ra chứ không phải là tàu, bởi vì trực thăng nó ra nơi chỉ có một tí thôi thì có thể là người vẫn chưa chìm, chưa chết. Đêm tối thì máy bay trực thăng nó bay sát mặt nước cách khoảng là 10 mét và nó dùng đèn pha nó chiếu, nó vẫn tìm được bình thường. Đến sáng ngày 5 tháng 8, sau 3 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã vớt được 9 thi thể. Chính Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm và Cứu nạn Hàng hải Việt Nam, Cục Hàng hải Việt Nam cũng khẳng định việc cứu hộ sẽ nhanh hơn nếu có các phương tiện tốt hơn. Trong cái điều kiện đêm tối, trong điều kiện sương mù, trong điều kiện vùng biển đông như thế này, thì có được những cái thiết bị, ví dụ như cái thiết bị camera hồng ngoại, có thể tìm kiếm được người bị nạn qua phương pháp đo thân nhiệt. Tức là khi mà cái thiết bị này nó tìm kiếm được cái mục tiêu, một cái vật nổi trên biển, thì người ta trên cái thiết bị này nó sẽ hiển thị rằng cái mục tiêu đấy có người sống hay không. Điều kỳ diệu đã không xảy ra đối với anh Nguyễn Bá Đức và Đào Mạnh Cường, những nạn nhân cuối cùng. Cũng không có phép màu nào đến với cả 9 nạn nhân trong vụ chìm tàu thảm khốc. Công tác cứu hộ kéo dài gần 3 ngày ở vùng biển không quá xa thành phố Hồ Chí Minh. Một thời gian được cho là đủ dài để cướp đi những hy vọng sống sót cuối cùng.